Ngày 9 tháng 5, Công an huyện Long Thành, Đồng Nai cho biết đang truy bắt nhóm nghi can đuổi chém nhân viên trạm dừng chân trên địa bàn khiến hai người bị thương. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Tiến Đạt, 28 tuổi, quê Đắk Lắk và anh Nguyễn Hoàng Linh, 26 tuổi, quê Cà Mau, cùng là nhân viên trạm dừng chân bò sữa 2 trên quốc lộ 51. Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 7 tháng 5, do có mâu thuẫn với anh Linh, Nguyễn Quốc Trưởng, 21 tuổi, ngụ Bà Rịa Vũng Tàu, rủ thêm 3 người khác đi trên 2 xe máy mang mã tấu đến trạm dừng chân bò sữa 2 để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến nơi, các nghi can để xe bên ngoài rồi mang hung khí xông vào trong trạm dừng chân đuổi chém anh Linh và anh Đạt đang bán hàng. Hậu quả, anh Đạt bị chém gần đứt lìa cánh tay trái, anh Linh bị chém nhiều nhát vào ngón tay cái. Sau khi gây án, Trưởng cùng đồng bọn nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đến hiện trường điều tra, trích xuất camera an ninh để xác minh, truy bắt các nghi can. Qua truy xét nhanh, lực lượng công an đã bắt giữ Trưởng. Công an huyện Long Thành đang mở rộng điều tra, truy bắt các nghi can còn lại.